Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Bizon TV. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một con sâu gold. Một con sâu gold cho bạn Khoa nha. Vâng, sâu gold một mắt. Ok, let's go. Em sâu gốt của chúng ta rất dẻo. Cờ vua với chúng tôi. Pha này thì cứ gọi là hết sảy ông bà bảy. Sâu cờ vua của chúng ta đã toang rồi. Bây giờ là một pha bao vây. Sâu màu trắng của chúng ta đã bị bao vây rồi. Thanh niên như cá làm trên thớt. Ok man. Lụm chảo. Một con sâu siêu to nhưng mà em ấy cũng rất chậm. Mày hả bưởi? Cái tội dám đu đeo theo mình. Tiếp tục là một cú to lồng. Sâu của bạn Khoa đã lên được top 4 server. Bạn nào yêu thích về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình nhá, mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. What the hell man? Đó lại là một pha tự sát. Tiếp tục là một pha tự sát của con sâu màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ thịt rất thơm. Rất chi là loàn ngoan. Wow, đấy rồi. Lụm chảo. Một pha tốc biến và ngay lập tức em ý đã bay màu. Bây giờ là một pha bùa vây. Một con sâu khoang với quả môi cánh sen hồng. Nó đã bị bao vây rất chặt. Thank you.
Wow, một con sâu rất to thưa các bạn. Đó là sâu màu trắng của nhà bà Tân Vlog. Và ngay sau đó thì con sâu của bạn Khoa đã lên được top 1 server. Và cái miệng rất to như thế này thì em ý có thể ăn rất nhiều. Kết hợp với bình làm châm thì em ý như một cái máy quét. Đây rồi, đã có chiến lợi phẩm. Lữ Hoàng tình yêu với chúng tôi. Và 1.600.000 điểm cho bạn Khoa. Ok, chúng ta còn 50m nữa. Vẫn còn hơn 1 phút để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Rất đẹp thì các bạn. Vâng, không sao cả, chúng ta sẽ tiếp tục với một game đấu tiếp theo. Hai pha đối đầu 50-50. Vâng, đó lại là một pha headshot. Thanh niên đang di chuyển với tốc độ cụ tư. Bây giờ là một pha bao vây cho em ý. Chạy đi đâu hả bưởi? Vẫn là những pha bẻ lái rất khéo. Thanh niên vẫn chưa chịu đầu hàng. Bây giờ thì toang rồi. What the hell man? Tốc biến với chúng tôi.
sẽ là một pha bủa vây với quy mô lớn. Đó là một pha đánh nái rất nhanh. Lụm chảo. Vâng, và bây giờ thì con sâu của bạn Khoa đã lên được top 1 server. Ok man. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Vâng, cái khe là quá hẹp. Lụm chảo. Đó là một cú tông trực diện. Hai con sâu đang chồng lên nhau. Tiếp tục là một pha quay xa đẳng cấp. Vâng, chúng ta còn 50m nữa thôi. 50m cuối để hoàn thành nhiệm vụ. Thank you.
What the hell man? Con sâu của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nụ chảo vâng toàn rồi các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.